Xin chào mọi người, cái à, video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum Ngay bây giờ là 4 giờ 37 phút chiều ngày 15 tháng 4 năm 2024 Nhẹ luôn Giá của Ethereum là 3.250 Ok, mình sẽ đi lại quá khứ chút xíu Rồi sau đó là mình sẽ nói về tương lai à, Vừa rồi là cái đầu tiên á Sau khi sóng số 3 kết thúc Thì mình có 3 sóng xuống 1, 2, 3 Và mình dán có thể nếu mà nó đi lên luôn thì sóng số 4 sẽ kết thúc ở đây và sóng số 5 sẽ rơi vào cái vùng 8.000 cho tới 12.000. Nhưng sau đó mình đổi lại là làn hoạt sóng số 4 không có kết thúc ở đây. Ok, bởi vì vậy mình để một cái dấu hỏi mà mình nói sóng số 4 sẽ kết thúc ở cái vùng này với những cái target. Đây là những cái target vừa rồi. Đây, những cái target. Vừa rồi mình mới cộng thêm một cái cái con uh, cái chữ target ở uh, 2006 nữa. Okay. Thì vừa rồi là nó xác thực bao nhiêu lâu nay mình nói là sóng số 4 chưa kết thúc nó lại nó sẽ kết thúc cái vùng này lận nó sẽ sập xuống thêm một đợt nữa thì mình xóa luôn cũng giống như là là BTC thì từ 3 cho tới 4 như vậy đó từ 3 cho tới 4 thì nó có 3 sóng đây là sóng A đây là sóng B và đây là sóng C ok thì vừa rồi ok mình sẽ tắt đi tất cả mọi thứ giá nó rơi vào con giá 28.050 à, 57 ok 28.057 đây mình sẽ dán luôn một cây 28 000 57 ok. Đâu ở khổ khoảng các cái vùng đó ok. Coi lại để, để cho nó khỏi uh, nhanh gọn và lẽ cho khỏi mất thời gian okay, đầu cái đầu của vùng đó ok. 28 000 năm mấy Thì okay. đổi nó thành màu đỏ. cái okay. thì nó bạn có thể thấy là nguyên cái khung như vậy mình nói là sóng C, sóng số 4 sẽ rơi vào cái vùng này thì vừa rồi nó rơi rơi xuống 28.054 à. Nó chưa tới 27.90 vân vân và vân vân. Cái okay. thì để đi lại quá khứ trong cái video tính hiệu vừa rồi đó. Mình nói nếu nó cắn dưới con giá 31.22, đây là đóng dấu lần đầu tiên, xuống, xuống 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 tới cái khung này, ok. Đóng dấu lần thứ hai ở dưới, dưới con giá 29.70 thì vừa rồi hai cái này nó đóng dấu, có nghĩa là nó là xác thực là xuống thêm. Và nhưng mà nó xuống nó chỉ xuống tới 28.054 thôi thì tương những giờ tới đây đó nó sập nữa cho tới cái khung này hay là nó đi lên luôn thì trong cái video này mình sẽ giải thích các okay. thì đây là vừa rồi là nó sập dưới con này dưới con... nó sập dưới con này là nó xuống một khúc nữa rồi ok thì vừa rồi nó đã xảy ra ok thì để mình uh, gọi là dẹp nó qua một bên luôn đi ha ok dẹp nó qua một bên ok và cái con giá này vừa rồi mình sử dụng ok mình nói nó xuống 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 thì nó đã xuống luôn rồi ok thì dẹp cái mũi tên này qua luôn một bên ok dẹp luôn phần tím này ok thì ok thì ABC 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 được diễn ra ok vừa rồi là ABC được diễn ra mà nó tốn bao nhiêu lâu như vậy về đếm sóng thì đây mình tắt đi tất cả mọi thứ nghe mình tắt tất cả mọi thứ về đếm sóng á thì về đếm sóng nha thì đây bạn nhớ là đây là sóng A đây là sóng B và sóng C thì bạn có thể dán sóng C ở đây về sóng sóng bạn có thể thấy là sóng C nó đã nằm dưới sóng A rồi nó nằm dưới sóng A rồi ok có nghĩa là đã đủ rồi nhưng nhưng nó đã đủ rồi nếu nó có thể đi lên luôn ngay bây giờ nó không cần một cái sóng hồi nữa cũng được nha bởi vì sóng c này nó đã nằm dưới sóng a rồi ok và vừa rồi nó rớt xuống như vậy á, là nó rớt xuống năm sóng ok thì đây mình gọi là để mình zoom vô một cách chi tiết hơn cho bạn ok và mở nó lên kép okay? đây là sóng 1 của nó đây là sóng 2 của nó, đây là sóng 3 của nó, đây là sóng 4 của nó và đây là sóng 5 của nó. Có nghĩa là nó đã kết thúc rồi, nó đã đủ rồi chứ không phải là không. Nha. Nhưng cái mà mình bưng khuân á, là rõ ràng là vừa rồi mình cho bạn cái mục tiêu là ở những con giá này Nhưng vừa rồi nó rớt xuống nhưng nó rớt chỉ, đầu đâu khoảng 28 năm thôi những cái Nhưng mà về đếm sóng là ABC đã đủ rồi Bây giờ nó có thể vật lại đi lên luôn cũng được Nhưng cái con giá mà nó vật lại đi lên luôn cũng được á Thì đây là cái con giá mà quan trọng Con giá uh, 31.70 Ok 31.70 Nó phải nằm trên cái con giá 31.70 uh, 31.70 cũng giống như video tín hiệu của BTC nếu bạn đã coi rồi ok thì nó phải nằm trên 31.070 từ 3 tới 5 giờ từ 3 tới 5 giờ ok 5 giờ này giờ để xác thật là lên luôn rồi lên luôn rồi ok có nghĩa là năm sóng vừa rồi sóng xanh này 1 2 3 4 5 đây là đáy rồi đây là đáy rồi và bây giờ nó đi lên luôn lên 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 luôn lên luôn thì có nghĩa rằng á, là ba đã kết thúc ở đây ok nếu đi lên lên luôn bốn kết thúc ở đây và số 5 sẽ bắt đầu, ok. Một cái sóng dài lên đâu khoảng cơ cái vùng và cao nhất có thể là tới 8.000 cho tới 12.000 trong những cái tuần tiếp theo nha, tuần tiếp theo. Nhưng nhớ là cái con giá nó quan trọng, đây ngay bây giờ, đây con giá quan trọng mà okay? cái tập trung là tập trung ở cái vùng này thôi nè, ok. Là cũng giống như là cái con giá của BTC ngay bây giờ là tập trung ở con giá là 66.000 uh, 66.250. Ok, 66.250 thì cái con giá mà nên tập trung ngay bây giờ ở Ethereum á, là con giá là 31.070 trong những cái giờ tới đây. Nếu mà nó nằm trên con giá 31.070 trong 3 tới 5 giờ thì nó đã lên luôn rồi. Có nghĩa là có thể. Đó là tín hiệu đầu tiên. Nó nói lên. Đây là đấy rồi. Đó là tín hiệu đầu tiên. Đây. Bởi vì vậy mình nói first signal. Ok. Low. Đấy. Đã, đã gọi là cái cái thấp của nó đó, đã xong luôn rồi. Đã xong xuôi luôn rồi. Ok. 31.070. Ngay bây giờ nó đang nằm trên 31.070. Nhưng mà ngay bây giờ quá sớm để nói bởi vì nó mới nhảy lên 31.070, chỉ có vài giây, vài lát thôi, nó chưa phải là 3 giờ. Ok. 31.000. Đó. Ok để coi lại chút. Ok. Cái co để mình dán một cái con giá 31.070 để mình dán một con giá cho bạn đã. Ok. À. 31.070 là con giá này. Là con giá quan trọng. Ok. Và mình sẽ đổi nó thành một vàng, ok mình dẹp cái con giá này qua một bên đi. Ok. Ok. Mình đổi màu nó thôi, cái okay. màu đỏ. Cái okay. màu vàng là màu quan trọng và mình sẽ đổi cái màu này luôn bởi vì nó đã sử dụng rồi chứ không phải là không. Okay. Đây, cái con 31.070. Ngay bây giờ vừa rồi đó, nếu mà zoom vô thì là bao nhiêu giờ rồi nó nằm trên con giá đó. Ok. Xin lỗi Ngay. À Venus 1234 4 giờ, đâu khoảng 4 giờ nằm trên con giá 31.070. Mình cần 5 giờ hoặc hơn để mình xác thực cái đây là cái đóng dấu đầu tiên. Nó nói lên cái câu chuyện là lên 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 và lên luôn và lên luôn có nghĩa là đã tạo đáy rồi, đã tạo đáy rồi, nghe đây. Đây, đây là đáy rồi. Đây là năm sóng vừa rồi. A B C đã hoàn tất sóng số 4 đã hoàn tất và sóng số 5 bắt đầu đi lên luôn tới cái vùng rõ ràng nó sẽ cắn những cái con giá này trước nhưng tới cái vùng tới tới gọi là tới 8.000 cho tới 12.000 được. Kệ 8.000 cho tới 12.000 được. Sóng số 5. Nhưng cái đóng dấu là nó phải nằm ở trên con 31.070 từ 3 tới 5 giờ. Ok, có hay không thì mình phải đợi. Cái okay? ngay bây giờ nó mới mới 4 giờ xảy ra, 4 cây 4 cây giờ xảy ra. Không chỉ vậy nữa, sau khi nó cắn cái con 31.070 này, 31 70 này. Ok, đây là một con giá quan trọng đúng không? Thì đây mình mình cho nó một cái cái vành cam cam đi để cho khỏi thắc mắc. Ok, đây là con giá quan trọng, con giá chú tâm tới cũng giống như con giá này thôi chung gì hết, đúng không? 31.070, 31.070. Thì nếu mà nó cắn được 31.070 á, ok cái đỉnh kế tiếp nó sẽ rờ rẫm tới á thì đây là cái vùng này, đây là cái đỉnh vừa cái đỉnh nếu nó ok thì đây là 31 000 mấy nè, 31.070. Đây là cái kế tiếp nó sẽ đánh vỡ xác suất nó sẽ đánh vỡ rất cao. Nếu tiếp tục những giờ tới đây, nghe nó nằm trên con giá 37.000 À, 31.070 thì nó sẽ đánh vỡ con giá 33.000 33.000 sau khi đánh vỡ 33.000 Ok mình xin lỗi, 3.300, mình quen nói về BTC quá rồi, ok, 3.300, sau khi đánh vỡ 3.300 đó, ok, cái vùng mà gọi là rất là mạnh bảo, cái cái vùng mà gọi là cái vùng mà kháng cự rất là mạnh bảo, đây là cái con giá kế tiếp là 3.500, 3 50, 30, đây, strong, strong có nghĩa là, bỏ cái này luôn đi, ok, strong có nghĩa là mạnh bảo Ok, đây là một cái kháng cự mạnh bạo, mạnh bạo, mạnh bạo Và mình sẽ đổi nó thành cái màu gọi là màu vàng luôn đi Màu vàng cho nó Ok Thì tới cái vùng này Tới cái vùng này nè Đây là một cái kháng cự rất là khó để vượt qua Thì tới cái vùng này bạn có thể cảm giác, cảm nhận một cái sự chậm lại Ok Slow là chậm lại nè Chậm lại Ở cái vùng này Nếu tiếp tục tới đây Nó vẫn giữ được trên con giá là 31.76 Ok thì con giá kế tiếp xác suất nó sẽ đánh vỡ là cái con giá 3.300. Đây ngay bây giờ nó cũng gần tới rồi. Ok. Nhưng mà cái kế tiếp là lên tới cái vùng này lần này. 3 rưỡi 20 mấy nè, hai mươi mấy. Và chỗ này là cái vành mà rất là khó để đánh vỡ chỗ này. Rất là khó. Ok, rất là khó. Ok. Thì đó là cái trường hợp lên 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 lên. Nãy giờ mình nói là cái trường hợp lên nếu nó vẫn giữ được trên con giá 3.170 6 trong những cái giờ tiếp theo. nha những giờ tiếp theo đây, mũi tên lên hoặc xuống. Ok. Nếu mà nó gọi là nếu mà nó không giữ được trên 31.070 thì nó sẽ sập lại và nó sập lại thì con giá kế tiếp nó sẽ rờ rẫm được tới đó. và cái một cái gọi là cái 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 con giá mà nó sẽ rờ lại lúc nó sập xuống đó, nó là 2 2006 2006 cái target là 2006. Thì để mình đi lại cái sóng mà nó sập lại là sóng gì? Ok. từ vừa rồi là mình có đếm cái sóng xanh này là 1 2 3 4 5 là đã kết thúc ở đây. Có nghĩa là sóng xe kết thúc ở đây, sóng 4, sóng số 4 kết thúc ở đây. Nhưng mình vẫn có thể đếm là nếu mà nó sập dưới con giá 31.070 Nếu nó sập xuống, ngang sập dưới Thì đây là sóng số 1, đây là sóng số 2 thôi Tất cả những cái sự rớt vừa rồi đó là sóng số 3 Đây là sự bay bổng của sóng số 4 Rồi sau đó mình sẽ gặp lại thêm một đợt nữa Là 2006 Mới là đấy, mới là đấy của cái đồng Ethereum Mới là đấy, rồi sau đó nó bay lên lại Ok, bay lên lại Có nghĩa là A, B, C sẽ được dán ở cái con giá khoảng 2006 lần Chứ không phải là ở đây nhưng tạm thời mình sẽ để nó ở đây Bởi vì sao? Ngay bây giờ nó đang nằm trên con giá là 2 000 à, 3 000 1 3 000 70 3 000 1 70 3 000 cái, cái màu đỏ này thì mình sẽ đổi nó thành màu tím Màu tím là màu à, cân nhắc đúng không? 3 000 1 Và trong cái vùng này nữa Trong cái khu vực này á Rõ ràng để cho cái sóng cũng giống như, như BTC hồi nãy mình chia sẻ rất nhiều, rất nhiều rồi Để cho cái sóng nó thay đổi từ xuống đổi thành lên à, Từ xuống đổi thành lên Thì mình cần năm sóng rõ ràng đi lên ngay bây giờ và về đếm sóng á, thì bạn có thể thấy là đây là chỉ sóng số 1, đây là sóng số 2, đây là sóng số 3 thôi. Mình cần sóng số 4 và sóng số 5 ít nhất. Ok. Rồi sau đó là ba sóng hồi nữa. À, thì ở đây mình có một sự cân nhắc cho bạn. Coi cái khu vực này, nghe để ý cái khu vực này, nghe để ý cái khu vực này. Mình cần 5 sóng đi lên, 3 sóng hồi. Ok. À, 1 2 3 4 5 đi lên, sau đó 3 một ba cái sóng hồi để nó chứng tỏ thiệt sự đây là đấy rồi thiệt sự là đây là đấy rồi cái thứ đó thì ngay bây giờ mình đang thiếu mình cần thêm giờ để chứng tỏ là phải đây là đấy rồi chưa cả hai nghìn năm mấy là đấy rồi chưa hay là sẽ tạo ra thêm một cái đấy mới nữa thì hai cái trường hợp đang xảy ra một là nó lên luôn hai là nó hồi lại tới cái vùng này rồi nó mới lên một là nó lên luôn hai là nó hồi lại tới cái vùng này đã rồi nó mới lên nó cũng lên lại miễn sao con giá hai nghìn rưỡi giữ được các um, xác suất ngay bây giờ ngay dựa theo con giá ngay bây giờ đó nó đang nằm trên con giá 3170 đang nằm trên mình đợi thêm 2 giờ 3 giờ nữa thôi thì tầm đâu khoảng 6 giờ gọi là 7 giờ 8 giờ thôi là bạn có thể xác thực được là cái hướng nó lên nó đi lên luôn hay là nó hồi lại miễn sao 3 4 giờ nữa Ok cho cái thị trường bên mình nó bắt đầu 8 giờ đi 8 giờ tối Ok cũng như là 3 giờ mấy 3, 3 tiếng mấy nữa nó vẫn nằm trên con bán con giá 3170 thì xác suất là chuyện này xảy ra Ok Okay. và không chỉ vậy nữa bạn có thể vẫn có thể áp dụng cái cái gọi là cái này thì nó không áp dụng được rồi cái okay, bỏ nó bằng bên đi okay. ok vậy thôi vậy thôi con giá kế tiếp nó cắn thì là 3 ngàn ba và sau đó là 3 ngàn rưỡi là 28 à, đây là một cái chỗ kháng cự rất mạnh nghe có thể là nó chậm lại chỗ đó ok à, thì xác suất ngay bây giờ là lên nhiều hơn xuống nghe là lên nhiều hơn xuống ngay bây giờ dựa theo nó đang nằm ở trên con giá 3.170 cũng giống như BTC thì vừa rồi mình mới gửi qua cho bạn thì nó dựa theo một cái con giá đúng không? Nó định hướng xuống hoặc lên là 2 2000 à 66250, 266250. Ok. Vậy thôi, à, xác suất là lên nhiều hơn xuống. Lên nhiều hơn xuống nhưng mà nếu mà nó rớt xuống lại 3100, 3170 cái okay, bằng 170 nằm 3 thứ gọi okay, gọi là có nghĩa là nó sẽ hoàn tất cái sóng số 5 của nó nghe. Okay nó không cần thiết không cần thiết bởi vì abc đã đủ rồi nhưng nhưng chuyện đó vẫn có thể xảy ra nha bởi vì ngay bây giờ mình mới 4 tiếng nằm trên con giá là ba nghìn một thì nó là vậy mình cần thêm vài tiếng nữa để xác thực vài tiếng nữa vài tiếng vài tiếng nữa ok thì những cái giờ tiếp theo là một thời điểm quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng ok à, để chụp được vậy thôi xin chào mọi người nếu à, bằng hiểu những gì mình chia sẻ giúp mình ghi chữ hiểu 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 bên dưới hay là Ghi cho mình Hiểu 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 bên dưới giúp mình ok à, Những người nào kiếm được kiến thức Giới ứng dụng cái ngón tay giúp mình Có nghĩa là ứng dụng cái chữ thích, 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 thích Vậy thôi Xin chào